Xin chào mọi người, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận token Solana Network nhé. Dự án này sẽ là một kèo random nha mọi người. Đấy. À, anh em nào mà gặp may mắn nhiều thì có thể tham gia kèo này nhé. Đấy, còn những anh em nào mà không gặp may mắn thì vẫn có thể tham gia, nhưng mà đến khi mà không nhận được thưởng thì mọi người đừng buồn nhé. Nó tất cả là mọi người đều tham gia được đấy. Nói chung là tất cả mọi người tham gia được, nhưng mà quan trọng nhất là nó sẽ là đã là kèo random, thì tức là nó sẽ tỷ lệ phần trăm số người trúng thưởng là sẽ rất ít, nên mọi người ai trúng thưởng, ai không trúng thưởng thì cũng buồn, đừng vui, vui thì không nói, buồn đừng buồn nhé. Đấy, admin đầy kèo không trúng nhé mọi người, nên mọi người yên tâm nhé. Đấy, không phải admin làm video chia sẻ mọi người thì admin sẽ được tiền đâu nhé. Đấy, ok chưa? Ok, tham gia dự án này mọi người sẽ chia phôi giải thưởng là 6.500 token Snap Synapse Work này nhé, tương đương với 5.000 đô, một khá là không khá là ok. Ok, để tham gia kèo này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả, sau đó mọi người chat trên biểu mẫu Glam. Những anh em nào mà chưa lần đầu tiên chat trên biểu mẫu Glam thì mọi người cần phải khai báo tài khoản mạng xã hội Twitter cũng như tài khoản Google và tài khoản các, nói chung là các trang mạng khác nó yêu cầu nhé. Sau đấy mọi người sẽ đăng nhập như thế này, đây tên nhé, tên Google nhé, và mọi người có thể chỉnh sửa tên ở đây nhé, edit này. Đấy, mọi người sẽ chỉnh sửa. Ok, nhiệm vụ đầu tiên mọi người sẽ follow Twitter này. Mọi người mở Twitter lên cho mình nhé. Bấm theo dõi nhé. Ok. Sau đấy quay trở lại biểu mẫu Glam và bấm continue. Retweet lại bài đăng. Bấm tweet lại, ok. Đồng thời mọi người bấm cho mình cho nó một lượt thích nhé. Đấy. Bấm continue. Rồi. Tiếp theo retweet lại bài đăng tiếp. Một tweet lại, ok. Cũng cho nó một lượt thích nhé. Đấy. Ok. Bấm continue. Rồi. Join vào nhóm Telegram. Ok, bấm tham gia. Rồi. Ok, sau đây quay trở lại. Anh em nào mà Telegram nó full nhóm rồi thì mọi người cần phải tạo một tài khoản Telegram khác nhé. Mọi người phải dùng số điện thoại khác nhé. Chứ còn full rồi là mọi không không thể tạo cái mới nhé. Tiếp theo zone là kênh này chứ, kênh Chân New. Tham gia. Ok, trở lại này. Bấm continue. Rồi. Follow Medium. Mình xin lưu ý là Medium mọi người mà bị chặn thì mọi người cần phải dùng Fake ID nhé. Mọi người mới dùng được nhé, dùng VPN ấy. Follow. Rồi, quay trở lại. Bấm continue. Rồi. Sign up mọi người bấm vào đây nó tự đăng nhập rồi. Ok. Để chỉ ví mọi người lấy ví ERC20 ở trên Trust Wallet hoặc trên BCB ở trên MetaMask nhé. Rồi. Sau đó bấm continue. Ok, như vậy mọi người sẽ có link để mọi người chia sẻ bạn bè và người thân để tăng tỷ lệ chiến thắng nhé. Ok, cảm ơn mọi người xem video, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án nhận token Synapse Network nhé. Một kèo random, thì anh em nào quan tâm thì có thể đăng ký ngay. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi dự án tiếp theo. Nhớ like và subscribe kênh YouTube để cập nhật và đón xem những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh nhé.